luôn, chứ không phải là hoa đỏ nhỏ nhỏ đâu, nên là nhìn nó rất là thinh mắt, hoa rất là to, bông hoa đẹp, siêng hoa đó, mai đỏ ấy. Nên là cái lô này là nô nụ này, nô nụ nhỏ nhỏ như vậy này, gửi vào các bác thì các bác yên tâm là đảm bảo sẽ nở dần 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 rồi đến Tết là vừa nhá. Xin lỗi các bác là hôm vừa rồi thì cái lô kia em cũng không cân đối được cái độ nở hoa, nên là nhiều bác hôm vừa rồi ấy không hiểu sao em đã giải thích rất là nhiều lần là cái hàng này là nụ nó phải nhỏ như vậy thì gửi đi nó mới đảm bảo, các bác cứ lấy nụ to là các bác sẽ chơi trước Tết đấy. Nhiều bác lại còn không tin là cây có nụ cơ, bởi vì khi cái nụ nó nhỏ quá mình nhìn chỉ có gầy guộc toàn cái thân thôi, thân các bác bảo không có nụ, nhưng phải nói với các bác là hàng siêu nhiều nụ, rất là nhiều nụ này, nhiều nụ lắm. Đây, cái này này, khi nó lên hoa, khi mà nó nở rộ ra thì các bác mới biết được cái độ nụ của nó to như thế nào, nó nhiều như thế nào nhé các bác nhé. Và hàng đây là hàng bầu đất ạ. Và có một lưu ý đó chính là hàng bầu đất, nên là cái tiền cước vận chuyển gửi đi cho các bác là hơi hơi nặng cước một tí. Nên là các bác muốn chuyển dòng riêng dòng mai đỏ này thì các bác có thể là chuyển phát chậm được, bởi vì hàng bầu đất này gửi đi không ảnh hưởng gì. Và đây là cây thân gỗ này, nghĩa là cái thân này nó để trong thùng một vài hôm, thêm một hai hôm nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Để nó nhẹ cái tiền cước đi cho các bác nhé. Cái này thì trên Facebook người ta bán giá cực kỳ là cao luôn, người ta bán thậm chí là 350, 400, 450 một cây. Đó, đấy, những cái cây mà rất là đẹp, rất là to, nhiều nhánh như vậy này. Cái này thì em bán là 280 nhé mọi nhé, 280.000 đồng một cây. Và em vẫn sẽ ưu đãi các bác mà đặt số lượng nhiều, tức là lấy từ 2 cây bớt cho 10.000 đồng một cây, mua từ 3 cây là bớt cho các bác 20.000 đồng một cây. Đấy là ưu đãi nếu các bác đặt số lượng từ 2, 3 cây trở lên. Đó, hàng bầu đất. Đó, đây, các bác nhìn, cho các bác xem lại một cái hoa mai đỏ khi nó nở hoa nữa nhé. Cái này thì em sẽ không gửi đi xa được rồi, tại vì gửi đi xa là nó rất dễ bị rụng nụ đấy ạ. Và mặt hàng thứ hai, mặt hàng này là cái mặt hàng mà em nói ở đầu video là mặt hàng em để với giá tri ân, đó chính là dòng kiếm vàng của Thái ạ. Bình thường các bác biết rồi, đầu phiên khi mà em mới nhập cái loại mặt hàng kiếm vàng này về thì giá thành bán ra nó sẽ rơi tầm 200.000 đồng một giò. Đấy ạ, 200.000 đồng một giò kiếm ạ. Em sẽ giới thiệu cho bác xem nhé. Đấy, một giò kiếm vàng, hàng từ mặt bông mẹ rất là đẹp. Bác nào mà là yêu kiếm ấy thì những cái mặt bông này rất là không thể bỏ qua. Em có 4 mã cho các bác nhé. Đấy, em bình thường em bán 200.000 đồng đúng không ạ? Và hôm nay cái giá tri ân của em để trong ngày phiên ngày hôm nay đó chính là 150.000 đồng một giò. Đấy, giá tri ân là 150.000 đồng một giò kiếm nữa ạ. Cái này em sẽ cho các bác 4 mặt hoa để các bác sưu tầm nhá. Bình thường là 180 đến 200.000 một giò đấy ạ. Và hôm nay thì 4 mã kiếm chỉ có giá là 150.000 thôi ạ. Và em sẽ cho các bác xem cái mặt bông, 4 mặt bông của kiếm để các bác có thể là dễ dàng lựa chọn này. Đó, đây là IC1003 nhá. Cây kiếm của nó rất là đẹp, đẹp từ lá đến thân đến hoa luôn, vòi hoa của kiếm dài. Cái này chỉ là mặt bông tượng trưng thôi. Kiếm thứ hai là mã IC1004 ạ. Thứ ba là IC1005. Và cuối cùng là IC1006. Bốn mã kiếm này thì nhà vườn người ta đã phân loại và đánh mã số rồi. Cái này thì em cũng đã báo nhân viên đánh vào từng bầu rồi nhá. Đó, cái này thì các bác yên tâm là lấy một bộ bốn màu thì vẫn có bốn màu đầy đủ cả nhá các bác nhá. Đó. Mặt hàng tiếp theo nữa, một dòng phụ nữ hoa rất là thơm, đó chính là phụ nữ hàm cá mập. Đấy, tại sao người ta gọi là phụ nữ hàm cá mập? Bởi vì các bác nhìn này, cái hoa của nó này, nó giống, cũng rất là giống cái vây của con cá mập đúng không ạ? Rất là đẹp, hoa thơm nữa. Và lô đợt này thì bây giờ em chỉ còn số lượng ít thôi. Thực sự là đây là hàng nụ, nhưng mà thời bởi vì nụ đợt này nó to quá, nên là chỉ trong một vài hôm, nghĩa là thời tiết nó ấm một chút thôi là hoa nó đã bung ra rồi. Nhưng hoa này cũng khá là bền, được cái là hoa nó thơm, nên là cũng là một trong những cái dòng mà được các bác khá là quan tâm. Phụ nữ cá mập này thông thường em bán là 150 đúng không ạ? Và hôm nay thì còn số lượng ít và cây của nó vẫn rất đẹp nha các bác nhá. Và hoa, cái này hoa các bác về vẫn chơi được, vẫn chơi như bình thường. Chẳng qua là mình không chơi ở thời điểm Tết thôi. Còn chủ yếu là các bác về các bác làm giống. Bây giờ hoa mình chơi quanh năm đúng không ạ? Giờ em bán với giá là 130.000 đồng một chậu nhé. Đấy, bán giảm giá với giá là 130.000 đồng một chậu. Tiếp theo đó chính là dòng phi điệp 5 cánh trắng hàm gieo hạt. Hàng gieo hạt này thì hiện tại thì em còn hai loại, đó chính là dòng 5 cánh trắng HO và 5 cánh trắng Phú Thọ. Đây ạ, em sẽ cho các bác xem tình trạng cây nhé. Hàng này là từ cây mẹ gieo hạt ra nên là cái cây của nó đây xanh ngắt luôn, hàng rất là đẹp. Cái này thì em chỉ còn duy nhất hai loại này thôi. Và mỗi bầu như vậy em bán với giá là 70.000 đồng một giò này. Đây là dòng HO này. Còn cái loại dưới đây đó chính là dòng Phú Thọ gieo hạt này. Đó, Phú Thọ gieo hạt. Hàng cũng khá là đẹp. Và mỗi cốc này thì em đều bán với giá là 170.000 đồng một cây.
Mua combo 3 cây bất kỳ thì em sẽ để với giá là 200.000 đồng 3 cây nhé. Số lượng thì không còn nhiều. Các bác có thể chăm những cái mầm gốc này, tỷ lệ hoa giống mẹ nó cũng phải rơi tầm 60-70%. Hàng đẹp luôn các bác. Hàng như vậy là rất là đẹp. Cây xanh, xanh ngắt luôn này. Đó. Tiếp theo thì em xem mặt hàng thuần, bao gồm có hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc là một dòng mà cũng ra hoa vào thời điểm mùa xuân. Các bác nhìn những cái chậu mà thân rất là mập đẹp, nhà vườn người ta chăm khá là cẩn thận và tỉ mẩn. Hàng này thì các bác về, các bác có thể là bỏ cho ra vườn mình cho thêm vỏ cho thêm ít phân bón vào thôi. Mầm gốc đang lên rất là nhiều này. Hàng đang đứng ngọn nhé. Một số cây thì còn đang sưng nụ đây. Các bác nhìn. Một số cây còn đang sưng nụ dần dần rồi ạ. Cái này thì các bác về các bác sẽ dần dần được thưởng thức hoa. Mỗi chậu như vậy em bán là 220.000 đồng một giò nhé. 220 một giò. Và đây là sơn thủy tiên hàng thuần này. Hoa của nó rất là siêu bâm, ra hoa vào thời điểm mùa xuân ạ. Sơn thủy tiên hoa màu vàng, cánh sáp rất là đẹp. Nó khác hoàng lạp, đó chính là cái cánh của nó dày hơn. Sơn thủy tiên này thì em bán giá là 230.000 đồng một giò nhé. Số lượng thì không còn nhiều nên em bán giảm giá, bình thường là 250 đấy ạ. Và tiếp theo nữa, một mặt hàng mà vòi hoa khá là dài, hoa cũng tương đối thơm, đó chính là dòng dáng hương đuôi cáo. Mỗi giò dáng hương đuôi cáo hàng thuần này gồm 3 cây, em đang bán với giá là 200.000 đồng một chậu. 200.000 đồng một chậu giò dáng hương đuôi cáo. Về các bác chỉ cần treo lên thôi, nhà vườn người ta đã thuần và khá là ổn định rồi. Cây của nó xanh bóng mượt, rất là đẹp. Và một mặt hàng mà nhà em vẫn đang chạy giá ưu đãi, đó chính là dòng đen rỗ úc mắt đen. Đen rỗ úc mắt đen, một mặt hoa rất là đẹp, đáng sưu tầm. Hàng hiện tại thì đang sưng nụ này các bác này. Đấy, hàng đang sưng nụ, cái thời điểm mà giữa năm em cũng đã bán loại này rồi. Và các bác biết rồi, giá thành giữa năm em nhập đảm ở các bác là hàng giá nó cao hơn so với thời điểm Tết rất là nhiều. Thậm chí mà bây giờ hàng đang có nụ hoa với giá thành là 400.000 một giò ấy, thì em thấy là khá là hợp lý và giá rất là rẻ luôn. Lô này là lô nhà vườn người ta để cái giá mức giá rất là tri ân. Nha, em sẽ cho các bác xem qua một giò nhé. Thông thường những giò này giữa năm nó phải rơi tầm 600.000 đấy ạ. 600.000 một giò. Kỳ đang lên rất là khỏe. Đây là những cái ngọn mà nó thắt ngọn rồi, nó đang ra hoa này. Xuống lá thắt ngọn rồi ra hoa nhé. Cái này thì em bán là 400.000 đồng một giò thôi. Hà số lượng nhà em thì không còn nhiều. Bác nào vừa rồi mà chưa sưu tầm được cái dòng đen rỗ mắt đen này thì các bác có thể liên hệ em luôn. Em sẽ cho các bác xem cái mặt hoa của nó nhé. Hoa của nó màu hồng rất là đẹp. Bông to nữa, bông to và họng màu màu đen này. Cho các bác xem. Đây là một cái dòng giống mà cũng khá là đắt nên người ta ươm từ kỳ đấy ạ. Các bác nhìn thì các bác thì có thể lầm tưởng sang hoa đùi gà nhưng thực tế không phải nhá. Riêng cái dòng thân lá mình nhìn nó đã khác rồi. Được cái bông này rất là tròn, cánh tròn to, đây cái mắt của nó này. Đấy, người ta gọi là đen rỗ mắt đen đấy ạ. 400.000 đồng một giò thôi. Hàng không còn nhiều. Tiếp theo thì em xin giới thiệu một dòng đai châu. Đó chính là dòng đai châu blue. Màu hoa xanh tím ạ. Màu hoa xanh tím của đai châu màu blue thì rất là đẹp, rất là bắt mắt. Hàng này thì hàng cũng là hàng sưu tầm, cũng ít có thôi. Và mỗi chậu hiện tại em thấy là đang có 2 ngồng hoa. Em bán với giá là 230.000 đồng một cây. Mua một cặp thì em để với giá là 450. Giữa năm thì cái hàng này em cũng đã bán rồi. Và giá thành nó phải rơi tầm 250 một cây đấy ạ. Đối với màu đai châu blue này đấy ạ, em sẽ cho các bác xem cái mặt hoa của đai châu blue nhé. Đây cái màu hoa xanh tím này, rất là độc đáo và lạ mắt đúng không ạ. Màu hoa xanh tím, hoa rất là siêng đấy ạ. Em sẽ cho các bác xem cây thực tế này. Đấy, mỗi chậu nó sẽ có 2 ngồng hoa. Và dòng này cũng là một cái dòng rất là dễ trồng nhé các bác nhé. 230 một chậu, mua một cặp là 450. Tiếp theo thì đó chính là những cái dòng đai châu Thái nhiều màu. Nói chung là cái này thì không phân biệt được màu sắc ạ. Em bán là 160.000 đồng một chậu. Loại chậu to hơn một chút là 190.000. Đây có loại 160 đây. Chắc là giờ thì không còn cái loại 190 rồi. Thôi em bán đồng giá hết là 160.000 nhé mọi nhá. Hôm nay thì còn một vài cây to thôi, còn đa phần là cây nhỏ, cây vừa vừa. Thực ra nó không phải nhỏ quá đâu. Để em đo cái bàn tay để cho mọi người xem này. Đó, cây này với giá là 160.000. Cây thì hiện tại đang nụ, nhưng một số cây thì cái nụ của nó hơi bị thui một chút. Cái này thì các bác có về có thể là trồng làm giống. Nhưng mà các bác muốn chơi hoa ấy, thì các bác bảo em nhặt cái cây mà nụ nó ok. Còn cái nụ nào nó thui ấy, một số bác về các bác vẫn vứt bỏ cái nụ đi để mình dưỡng cây ấy, thì các bác bảo em cứ lựa cho bác cây đẹp là được nha các bác nhá. Đó, hàng không có nhiều đâu. Nói chung là giờ em bán đồng giá là 160 một cây. Nói chung là cây khá là ổn, khá là đẹp. 160 một cây nhá các bác nhá. Và tiếp theo đó chính là dòng kiều tím của Thái này. Kiều tím của Thái mặt hoa tím đậm. Nó là dòng thân của nó là thân vuông nhưng lại mặt bông tím. Đây là nó khá là đột.
đột biến về cái thân của nó này, đây dòng của Thái, đấy cái mắt nụ của nó đã hơi sưng sưng rồi. Loại này thì nhà em bán khá là chạy hàng trong thời gian vừa rồi và đây là lô cuối cùng nhà em nhập. Chỉ đâu đó tầm khoảng 10 chậu nữa thôi là hết hàng rồi. Bác nào hôm vừa rồi mà chưa có mặt hàng này ấy, thì các bác có thể liên hệ em ngay nhé. Với giá là 220.000 đồng một chậu kiều tím của Thái. Hàng siêu đẹp luôn. Và một mặt hàng đai châu nữa xin giới thiệu các bác, đó chính là dòng đai châu đỏ chấm bi. Một loại hoa màu đỏ đậm. Màu đỏ chấm bi này thì nói chung là thị trường thì em thấy là khá là không có hàng. Đấy, em cũng đã tham khảo thì cái màu này khá là hot và em đặt mãi nhà vườn mới có hàng đấy. Lô hôm vừa rồi thì em đặt cả cái đai châu mà các bác vẫn thường hay gọi là hương vàng sắc nguyệt và hồng chấm chớp đấy. Nhưng mà hàng đấy thì không có hàng nữa rồi. Đấy, nên là em chỉ về cái lô đai châu đỏ chấm bi này. Hiện tại hàng đang có nụ để các bác sưu tầm nhá. Và em tìm cho các bác cái mặt hoa của đỏ chấm bi để các bác có thể chiêm ngưỡng được cái màu hoa của nó. Cái này thì các bác có thể chơi xuân bởi vì nụ của nó hiện tại thì đang hơi nhú nhú thôi, chứ nó không to, không nhú to quá. Đây cái màu đỏ chấm bi này, màu hoa đỏ đậm rất là đẹp luôn. Để các bác này. Và được cái đặc điểm đó chính là cây nó rất là to. Cây nó to lắm đây ạ, rất là to chứ không nhá. Cây đai châu đỏ chấm bi này không chỉ chơi lá, chơi thân và còn chơi cả rễ cơ. Đây cái nụ của nó này. Cái này thì em sẽ khi gửi thì các bác em sẽ đánh dấu vào cái nụ. Bởi vì có những cái nụ nó khá là nhỏ, nhiều bác đấy không hiểu sao cái độ các bác không phân biệt được cái nụ hoa của đai châu ấy. Nên là em sẽ đánh dấu để các bác có thể dễ dàng phân biệt hơn nhá. Mặt hàng mà em giới thiệu ngay ở phía đầu clip đó chính là dòng ly kép. Ly kép này thì em xin phép em chỉ bán tại cửa hàng thôi. Hoa rất là thơm các bạn, bông nó to lắm. Bông nó to và thơm. Mỗi chậu như vậy em bán là 150.000 đồng một chậu. Và hẹn các bác là vài hôm nữa nhá, em sẽ nhập về hàng hoa Tết. Khi mà em nghỉ bán hàng online ấy, thì em sẽ nhập thêm một số mặt hàng hoa Tết để các bác có thể đến tận cửa hàng các bác mua. Đấy, hoa nó đỏ một hai hôm nay mà nói chung là đau hết cả mũi luôn, hoa thơm quá cơ. Cái này với cả cái mũ nữ cá mập đấy, hai cái kết hợp với nhau mà nó nở thơm quá. Đây hoa ly kép bông rất là to. Cái này vừa chơi hoa xong rồi mình trồng cũng được. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến dòng cát lai da. Cát lai da thì hiện tại thì nhà em còn 4 màu và đều là những bụi to nhá. Hàng cát này thì nhà em đều là những bụi to. Nói chung là rất là nhiều thân, nhiều nhánh. Nó không như là những cái chậu mà lơ thơ vài thân đâu. Nên là cái giá thành em để ra thì với giá là 200.000 đồng một chậu. Đó, bụi rất là to, em có 4 màu của lan cát để các bác lựa chọn này. Còn màu, em có 4 màu để các bác lựa chọn nhé. 4 màu của lan cát này. Có cát màu hồng đẹp. Đây ạ, đây là màu hồng đẹp này. Có màu cát hồng đẹp. Màu thứ hai là màu hồng phấn ạ. Đây là màu hồng phấn nhé. Màu thứ ba là màu tím ạ. Và cuối cùng là màu hồng. Cái này là do ảnh thôi, thực tế ở ngoài màu hồng nhá. 4 màu như vậy em đang bán là 200.000 đồng một chậu. Mua 2 chậu, mua từ 2 chậu bất kỳ thì em sẽ tính là 190.000. Mua 2 chậu là 190.000. Đây bụi rất là to, nói chung là bụi to lắm. Bụi rất là nhiều thân nhiều nhánh như vậy này. Hàng này thì các bác lưu ý giúp em, dòng cát là một dòng ưa nắng. Nên là khi các bác trồng ấy, mình trồng vào tại một nơi mà nó tỷ lệ nắng nó chiếu vào nó nhiều hơn. Và thứ hai là mình hạn chế mình tưới đạm và bổ sung nhiều lân và kali cho dòng cát này thì hoa của nó sẽ nở rất là đều và đẹp nhé. Và tiếp theo thì em còn vài cây hoàng tử áo đỏ thôi ạ. Cây phong thủy, hàng hiện tại thì chưa có ngồng nụ. Hôm vừa rồi em nhập cái loại ngồng nụ, tuy nhiên thì vẫn bị sót một vài cây. Nhưng mà hàng rất là đẹp. Hoàng tử áo đỏ này khá là nhiều bác hỏi bởi vì nó là dòng cây phong thủy và mình có thể mang đi để tặng biếu được. Tặng tân gia đấy ạ. Cái loại này hoa màu đỏ đậm, rất là đẹp, rất là siêng hoa. Em bán là 180.000 đồng một cây nhá. Cái này thị trường người ta bán còn hơn 200.000 cơ. Hơn 200.000 đối với cái cây không nụ này, thậm chí là có thể là đến 250.000 cơ. Đó. Đây ạ, em sẽ cho các bác xem cái mặt hoa của hoàng tử áo đỏ này. Đó. Grand Red hay người ta gọi là hoàng tử áo đỏ, số lượng thì còn tầm khoảng gần chục cây nữa thôi là hết hàng rồi. Tiếp theo thì em xin đi qua cái dòng phi điệp. Phi điệp nhà em thì hiện tại có phi điệp thân thủ đấy ạ. Phi điệp thân thủ, một dòng phi điệp mà mình chơi cả thân, cả lá, cả hoa. Đây ạ, cho các bác xem cái mặt hoa của phi điệp thân thủ nhé. Hàng rất là đẹp. Đây một số mặt hoa mà nhà vườn người ta đã chụp lại này. Đó, cánh bay rất là đẹp, siêu đẹp luôn. Đấy, dòng hoa phi điệp thân thủ này. Và đây em sẽ cho các bác xem cận cảnh cái hình ảnh của cái cây nhá, cho nó dễ hình dung. Phi điệp thân thủ này hiện tại nhà em có ba loại. Thứ nhất là cái loại ba thân này, thân nù mập rất là đẹp này. Thân nù nhá, là mít rất là đẹp, loại ba thân này. Loại một thân và loại hai thân, đây loại hai thân. Loại một thân thì không biết là còn không, nhưng mà loại hai thân thì em bán là 400.000.
Loại một thân là 350, còn loại ba thân là 450. Loại ba thân chỉ còn tầm vài chậu thôi, còn đâu là loại hai thân và loại một thân. Thân đẹp lắm, nói chung là đẹp từ hoa, từ lá, từ thân. Đấy, đẹp. Loại này thì đáng đồng tiền bát gạo rồi nhé các anh nhé. Một dòng phi điệp thứ hai nó mang tên là năm cánh trắng họng hồng. Đó, năm cánh trắng họng hồng này hàng từ kỳ thân già nhé các nhé. Thân lô đợt này thì rất là mập và đẹp luôn. Thân mập đẹp, thân mập mạp đẹp, và hiện tại thì một số cây thì đang thắt ngọn rồi ạ. Phi điệp năm cánh trắng họng hồng này thì em đang bán với giá là 230.000 đồng một giỏ. 230.000 đồng một thân. Nghĩa là một chậu một thân đấy ạ. Để em tìm cái mặt hoa của phi điệp năm cánh trắng họng hồng nhé. Hoa này thì từ kỳ nên là bảo hành mặt hoa cho các bác này. Hoa đẹp, nói chung là các bác mà đã nhìn một lần rồi thì mình không thể bỏ qua luôn. Để dòng năm cánh trắng họng hồng này. Hàng giò của nó ấy, người ta bán ghép lên này, người ta bán một thân ít nhất là 300.000. Đấy, cái này hôm vừa rồi em bán ra thì cũng phải 300.000 một thân. Bởi vì nhập cái hàng này, người hàng thuần người ta giá nó cao rồi. Đó, đây là mặt hoa của nó này. Đây là cây này nó đang thắt ngọn nhá. Tức là chắc là thời gian nữa tầm khoảng đầu xuân thì nếu mà các bác kích hoa là có thể sơ hoa được luôn. Năm cánh trắng họng hồng này với giá là chỉ 230 thôi. Mua một cặp em để là 450.000 nếu các bác lấy một cặp. Hàng đẹp luôn, hàng không có hàng đâu ạ. Tiếp theo nữa đó chính là dòng năm cánh trắng Thái Bình. Năm cánh trắng Thái Bình đó, thân lá rất là đẹp nhá. Thân nù mập rất là đẹp. Trời ơi, đáng nhìn để rời. Đây ạ, riêng dòng năm cánh trắng Thái Bình nhá. Ôi, nãy em bị rơi cái lọ thuốc. Đây ạ, năm cánh trắng Thái Bình này thì em xin phép bán với giá là 280.000 đồng một chậu. Đây có chậu một thân này. Đó, chậu một thân rất là đẹp, thân nù đẹp luôn. Đó, hàng đẹp luôn nhá các nhá. Đa phần chậu một thân thôi. Bởi vì thân một thân thì hàng nó thân nó mập, nó dồn chất dinh dưỡng để nuôi thân ấy. Còn tiếp theo đó chính là dòng xả hạc Hawaii lá biên. Đây ạ, đây là lá Hawaii lá biên tím nhá. Biên tím lá biên kẻ phát tài. Đây là một dòng đột biến về lá, chiều dài thân từ 35 đến 40 cm. Mỗi chậu như vậy, một thân như vậy em bán với giá là 230.000 đồng một chậu. 230.000 đồng một chậu Hawaii tím lá biên. Số lượng thì không còn nhiều đâu ạ. Và một dòng phi điệp bán khá là chạy hàng của gia đình nhà em nữa, đó chính là dòng phi điệp 6 mắt ạ. Dòng phi điệp 6 mắt này, chậu mỗi chậu một thân như vậy em bán là 250.000. Có chậu hai thân thì nó ngắn hơn một chút, nhưng mà chậu hai thân thì số lượng không còn nhiều, nhưng mà đa phần cái chậu một thân nó rất là dài. Hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. 250.000 đồng một chậu phi điệp 6 mắt. Đó. Và tiếp theo nữa thì em xin giới thiệu các bác đó chính là những chậu Mokara, hàng đang nụ hoa, có cây thì đang hoa rồi. Nhưng hàng bây giờ thì em sẽ bán cho các bác để làm giống nhé các bác nhé. Có 4 màu. Màu thứ nhất là màu vàng này. Màu thứ hai đó chính là màu đỏ, màu thứ ba là màu tím và cuối cùng là màu hồng. Đó, hàng rất là đẹp, cây rất là lớn. Nhưng mà bởi vì cái nụ của nó chắc là hơi khó giữ ấy, nên là bây giờ em bán theo cái giá hàng giống đây. Cái loại này thì em nhập cái thời điểm vừa rồi em nhập cái hàng không nụ thì không biết đợt này em nhập hàng nụ, nhưng mà cái nụ của nó em thấy là gửi đi xa là sẽ không được giữ được. Còn nếu các bác mà mua tại vườn ấy thì cái nụ của nó rất là khỏe, rất là đẹp luôn. Chắc là để trong thùng thì nó sẽ không chịu được cái nóng của nó ấy. Loại này em bán 150 một cây nhá, 4 màu. Bình thường bán 200.000 ấy, đây là cái loại giá là em bán lỗ rồi. 150 một cây. Tiếp theo thì em còn những cái chậu Vanda này, Vanda hàng đang nụ hoa này. Vanda hiện tại thì có 4 màu. Màu vàng, màu nâu đỏ này, màu tím và màu hồng. 4 màu hàng đều đang nụ hoa hết nhá. Mỗi chậu Vanda như vậy em đang bán với giá là 170.000 đồng một chậu. Hàng đang nụ hoa. Các bác mua từ 4 chậu, một bộ 4 chậu là 650.000. Nên là em sẽ cho các bác 4 màu hoa của Vanda để mình dễ dàng lựa chọn hơn. Đó, Vanda hoa của nó thì bông rất là to và đẹp, bông to, đẹp và ra hoa quanh năm. Đó, nên là lý do tại sao mà Vanda cũng là một trong những cái loại mà được các bác khá là ưa chuộng này ạ. Màu hoa của nó Vanda này, đầu tiên là màu vàng chanh này, hai là màu đỏ nâu này, ba là màu hồng, bốn là màu tím. Đó, 4 màu như vậy. Tiếp theo thì em chỉ còn vài giò chấp Mỹ thôi ạ. Dòng chấp Mỹ hàng siêu hot luôn. Năm nay thì chấp Mỹ thì em còn nhập được một cái mức giá khá là ok để các bác chơi hoa. Đây cái hoa của nó này, các bác nhìn. Cho các bác xem luôn một cái giò hoa chấp Mỹ vừa nở tại nhà nhá. Cái nụ hôm vừa rồi cái lô này thì có duy nhất một giò này thì cái nụ nó to. Nên là em cũng lấy về để các bác vừa làm mẫu luôn, vừa được thưởng thức hoa luôn. Hoa thơm lắm các bác, hoa siêu thơm luôn. Rất là thơm đối với dòng chấp Mỹ này.
Đầu năm thì các bác có hỏi hàng giống, nhưng tuy nhiên cái hàng giống đầu năm thì không có, và thứ hai là giá thành người ta rất là cao nên em không dám nhập. Để cuối năm để các bác về chơi luôn hoa luôn ạ. Em còn một số giò như sau. Cái giò này đang nở hoa đây ạ. Giò đang nở hoa này thì em gọi là C1, gồm một thân hoa, một thân này đang nụ này và đang một mầm gốc này, em bán là 1.200.000. Tiếp theo, cái giò thứ hai là giò C5, gồm 3 thân. Hai thân đang nụ rất là dài đẹp nhé, không nhé. Đấy, nụ chi chít luôn này. Đó. Một mầm gốc nhỏ này, một cái thân mầm này rất là lớn này, 1.600.000. Tiếp theo là C19. C19 gồm 2 thân với giá là 1.300.000. C19 này gồm 2 thân này. Hàng đang nụ hoa rất là đẹp. Nói chung là vào miền Nam các bác thế này là vừa đủ các bác chơi Tết. Có một giò hoa này, hoa của nó cũng khá là bền đấy. Cũng phải đến 2 tuần, chơi ít nhất là 2 tuần. Chơi được nguyên Tết luôn. C19 gồm 2 thân em bán là 1.300.000. Tiếp theo là C12, 2 thân 1.250.000. Đó, cái nụ các bác nhìn. Xì xít chi chít luôn và mỗi chậu đều có đang có một mầm gốc này. C15 gồm 2 thân. Hai thân này nó ngắn hơn một chút này, cả thân dưới này nó cũng ngắn, một mầm gốc đang lên này em bán là 900.000. 900.000. Tiếp theo nữa, để cái chậu này phải nói là cái hoa của nó bung khá là to rồi này, rất là đẹp. Cái này các bác miền Bắc mà lấy thì rất là ok. Hình này gọi là C20, gồm 2 thân, để một thân thứ nhất này, thân thứ hai và đang một mầm gốc này, em bán với giá là 1.100.000. C8 này, C8 gồm 2 thân với giá là 1.400.000. Thân của nó dài nhá, vượt qua cả cái móc thì các bác biết độ dài của thân rồi như thế nào đấy ạ. 1.400.000. Và cuối cùng là C9 gồm 2 thân. Đấy, thân này rất là dài. Dài trên cả cái móc này nằm. Đấy đây. Đó. Hàng đẹp đúng không ạ? 1.350.000. Đó, em còn vài giò chấp Mỹ như vậy. Đây, cho các bác xem lại một mặt hoa cuối cùng nhá. Rất là sai hoa, bông to, hoa thơm nữa. Chấp Mỹ. Hàng siêu phẩm. Em vẫn có măng khô nhá. Hôm vừa rồi các bác hỏi măng khô, nhà em vẫn đang cung cấp nhưng mà em quay em hay bị quên đấy. Măng khô này thì em có măng nứa này. Cái này các bác mua có thể là để làm quà tặng biếu cũng được. Đó. Măng nứa này em bán 200.000. Có một loại măng trắng củ to ấy thì em bán 180. Đây măng củ to này, nói chung là cũng khá là dày. Ngon. Có một loại măng trắng bé cũng 180. Mua từ 3 cân thì bớt cho các bác 10.000 đồng một cân. À quên, 20.000 đồng một cân. Đấy, mua từ 3 cân. Hàng măng này là hàng măng chỉ qua phơi khô và không sử dụng chất bảo quản. Hiện tại thì nhà em vẫn đang sử dụng rồi. Nên các bác yên tâm về chất lượng cũng như là giá cả đảm bảo cạnh tranh trên thị trường. Và hiện tại thì giá thành Tết nhất rồi ấy. Thì giá thành măng người ta bán những loại măng ngon, măng loại 1 này ấy, phải thấp nhất là 250 một cân ấy, 250 một cân. Năm ngoái thì em có mua ở ngoài ngoài cửa hàng tạp hóa ấy. Nhưng mà năm nay thì nhà em do là cái đầu mối mà em lấy lan ấy, cái anh